Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Chapter 4. It's finally here. Oh, I can't wait to start controlling those brats. Wait a minute. What are these for? Nothing, dear. Come here. Now, you won't remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis. Be a dear and fetch me a drink. Wow, I'm really beautiful. Okay. Mình sẽ tháo cái này ra. Xong rồi chúng ta. Rồi, let's go. Bây giờ xem bà ta đi đâu. Make sure you'll never bother me again. Let's go. Chờ bà ta lên trên phòng thôi. Let's go, let's go. Okay. Oh, Francis, be a dear and fetch me a drink. Let's go. Meow. Meow. What on earth? Meow. This meow. Woman is crazy. Meow. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Deer Run. Hi,
Let's go. Let's go. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Evido. Let's go. Thank you.
Let's go. Ở đây các bạn có thể ghép thành một khẩu súng, sau đó thì sẽ bắn anh ta. Bắn anh bạn này thì anh ta sẽ mất ngất trong vòng khoảng tầm 2 phút, 1 phút. Rồi ok. Mình sẽ lắp cho đủ luôn cái khẩu súng này. Xem trong này có gì không. Có gì đây. Ok, mình sẽ tìm tiếp xem còn cái gì không lên trên này. Sắp thành cái khẩu súng rồi. Let's go, let's go. Không mở được trên này ra. Rồi, lên trên tầng thôi. Trên tầng đây không có gì. Oh my gosh. Wow, cậu ta chui luôn. Ở đây thì cần một chiếc chìa khóa để các bạn mở phòng này. Đó là một căn phòng bị khí Emolac. Mà các bạn phải chế một loại nước thì các bạn vào bên trong. Sau đó thì các bạn sẽ phải có một chiếc chìa khóa. Đúng rồi, một chiếc chìa khóa để các bạn mở một cái hộp smell. Hộp nhỏ đó thì có chứa đựng một mật mã. Thì các bạn nhập mật mã vào, sau đó thì sẽ lấy được cái chiếc chìa khóa cuối cùng. Thì đó chính là chiếc chìa khóa để các bạn có thể thoát ra khỏi ngôi nhà này. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ tư, Slenderina The Shadow 2. Let's go. Ok.
Đây là một tựa game mà nghe tiếng nhạc rất là hãi hùng luôn. Ở đây các bạn phải đi tìm 8 quyển sách. Trong này thì có ông ma, bà ma và một đứa con của ông bà ấy. Và đứa con này cũng có thể ăn thịt được các bạn, cho nên các bạn phải cẩn thận. Đây rồi. Oh my gosh, nó nghe các bạn, chạy thôi. Wow, nó còn cả ông quỷ luôn, ông ma là. Dạ ok. Rồi, let's go. Oh my god, chết rồi. Ông ta cho mình đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5. Children Here, Scary Horror Game. Chấm điểm này. Chiếc xe ô tô. Nào ba, let's go. Oh my gosh. Xin hiểu đây, mình sẽ đi lại. Thế là đi phải tránh xin hiểu đây. Oh my god. Wow. Vẫn bị nó bắt mất. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Grandi. Yuga. Sẽ đi đường cống đầu tiên.
Let's go. Rất là kinh khủng luôn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Kerry Barani. Let's go. Ok. Oh man. Tiếp tục nào. Nhờ vào lòng luôn. Oh my god. Mình phải tránh đi một chút. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Evinu. Đây là một tựa game nói về một bà sơ và ta thuê quỷ Satan, sau đó thì đã bị một con quỷ ám vào người. Rất là kinh khủng luôn. Let's go. Và các bạn phải tìm cách làm sao để thoát khỏi ngôi nhà của bà ta. Đây là một nơi thờ phụng của bà ta và rất là rộng. Let's go. Oh my god. Chú chỉ với bà ta luôn. Let's go. Đây là một tấm thẻ về auto. Xem chỗ này có gì không. Không có gì. Xuống dưới thôi. Let's go. Oh my god. Wow. Rồi ok, mình và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.